Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về. Để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, chỉ trong thời gian trên dưới 3 tháng mà Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta phải ngậm ngùi đưa tiễn 3 thầy phó tế đi về với Chúa một cách rất là đột ngột. Đầu tiên là thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong được Chúa gọi về vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 hưởng 36 tuổi thuộc giáo phận Vĩnh Long. Thầy phó tế thứ hai là thầy Gioan Bautista Nguyễn Văn Phúc được Chúa gọi về ở cái tuổi 35 thuộc giáo phận Kon Tum. Và thầy thứ ba là thầy Phaolô Nguyễn Việt Trường được Chúa gọi về ở cái tuổi 36 thuộc giáo phận Bang Mê Thuộc. Vậy thì ba thầy này có một cái điểm chung. Ba thầy này được Chúa gọi về một cách rất là bất ngờ. Chúa gọi về ba thầy đang trong thời gian chờ đợi để ngày được thụ phong linh mục. Thì Chúa gọi về ở một cái tuổi đời 35, 36, một thầy 35, hai thầy 36, một cái tuổi đời tràn đầy nhựa sống. Chắc chắn ai trong chúng ta và chính bản thân ba thầy cũng không nghĩ rằng Chúa gọi về một cách đột ngột như thế. Và ba thầy cũng không bao giờ nghĩ rằng Chúa gọi về ở một cái tuổi 35, 36 đó. Và cả ba thầy không bao giờ nghĩ rằng mình trong khi đi nhiều năm để đi tu học, để được như ước nguyện lên chức linh mục mà nay đã phó tế chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Như thầy phó tế Trường và thầy phó tế Phúc, nếu không có dịch bệnh thì thầy đã được thụ phong trước khi chết rồi. Thầy hay như thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong, thầy không nghĩ rằng bất chợt tự nhiên thầy đổ bệnh hôn mê mà chỉ có 13 ngày nữa là đến ngày thụ phong, trong khi trên con đường tu học thầy đã đi 13 năm để được thụ phong linh mục thì chỉ còn 13 ngày mà đợi không kịp. Để rồi cái chiếc áo lễ màu đỏ mà thầy treo ở trên đầu giường, thầy nghĩ rằng mình sẽ mặc nó nhiều lần, nhưng đâu ai ngờ chỉ mong mặc một lần chính thức trong đời mà thầy cũng không được mặc. Nằm đó nhìn thấy chiếc áo lễ của mình treo ở đó mà mình không được mặc lần nào. Để rồi Chúa gọi ba thầy về một cách rất là bất ngờ. Thầy Phong thì qua một cơn bạo bệnh, rồi hôn mê, rồi anh em được thụ phong thì ngay lúc thầy còn nằm ở bệnh viện, anh em được thụ phong 2 ngày thì thầy trút hơi thở, để cho thấy điều đó rất là bất ngờ. Cả những cái suy nghĩ mà mình còn không dám nghĩ tới. Còn thầy 6 John Bautista Văn Phúc
thì bị một cái tai nạn về điện giật. Thầy Sáu Phaolô Trường thì bị tai nạn xe. Qua đó mới thấy rằng một cái chết rất là bất ngờ. Và bốn chữ: con người ta khi đã sống ở đời không bao giờ ai thoát khỏi, đó chính là sinh lão bệnh tử. Vì thế mà cố nhạc sĩ có những câu nói rất là nhân sinh triết lý, đó chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông ta nói: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để mai này tôi trở về cát bụi. Nếu cho thấy con người ta khi sinh ra thì chắc chắn con người ta sẽ phải chết. Khi mình ngày hôm nay khoa học rất là tiến bộ, y học tiến bộ, người ta có thể biết được là con sinh ra là trai hay gái. Còn hơn nữa là người ta còn biết được là sinh ra ngày nào, giờ nào và sinh ra như thế nào. Và người ta chọn được cả cái ngày mà người ta sinh ra nữa. Nhưng mà chết đi thì có ai chọn được cho mình cái ngày mình chết đâu. Và nhất là mình chết cách nào, mình chết giờ nào và mình chết như thế nào thì không ai chọn cho mình được cái giờ chết cả. Như ba thầy phó tế mà tôi vừa đưa ra, đó là một cái hình ảnh minh họa cho thấy cả ba thầy không nghĩ rằng mình chết theo kiểu đó. Và cũng ba thầy chắc chắn cũng không nghĩ rằng Chúa gọi mình ở một cái tuổi tràn đầy nhựa sống. Do đó mà trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói về vấn đề đó, là vấn đề thức tỉnh. Vì không biết chết lúc nào, vì bất cứ lúc nào Thiên Chúa cũng có thể đến một cách rất là bất ngờ. Mà Chúa hôm nay trong bài tin mừng, Ngài dùng cái hình ảnh minh họa, đó là hình ảnh của người chủ đi ăn cưới về. Vậy thì mình như những người đầy tớ, mà những người đầy tớ này phải thức tỉnh. Thức tỉnh là gì? Thưa, thức tỉnh trong bài tin mừng hôm nay là Chúa nói là phải thắt lưng, rồi cầm đèn mà phải là đèn cháy sáng kìa, chứ không phải là cầm một cái đèn mà không có dầu. Hay là như năm cô trinh nữ khôn ngoan, năm cô khờ dại. Năm cô khờ dại là biết đem đèn mà không đem dầu. Do đó trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nó phải cầm cái đèn của con đó, mà là một cái đèn đang cháy sáng, và đứng canh cửa để khi đợi chủ đi ăn cưới về, gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Và Chúa Giêsu nói người nào mà thức tỉnh như thế đó, người nào mà thắt lưng mà cầm đèn cháy sáng, chủ gõ cửa mà mở ngay cho chủ vào, thì thật phúc cho đầy tớ đó. Vì khi chủ về mà nó còn đang thức tỉnh. Vậy thì có thể nói đúng là chúng ta sinh ra thì biết, nhưng chết đi thì không biết ngày nào mình chết đi, không biết mình chết cách nào, mình chết kiểu nào. Cho nên nhiều lần trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu kêu gọi người ta thức tỉnh. Vậy thì thức tỉnh là gì? Thưa, thức tỉnh là rất là đơn giản, đó là thắt lưng, cầm đèn sáng và đứng đợi khi chủ gõ cửa thì mở ngay. Nghĩa là phải làm tròn bổn phận của mình ngay giây phút hiện tại. Là bổn phận làm linh mục thì làm tròn bổn phận của một linh mục, bổn phận của giáo dân thì làm tròn bổn phận của một người giáo dân. Rồi là ông, là bà thì làm tròn bổn phận của một người ông, người bà. Nếu là con cái thì làm tròn bổn phận của một người con. Người cháu thì làm tròn bổn phận của một người cháu. Người con Chúa thì làm bổn phận của một người con Chúa. Nghĩa là phải hoàn thành nhiệm vụ ngay trong giây phút hiện tại. Đừng ương lười, đừng từ từ. Một trong những cái tấm gương sáng về hoàn thành nhiệm vụ ngay trong phút hiện tại, đó chính là tấm gương của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Ngài nói khi làm tròn bổn phận ngay dân uy phút hiện tại là con đang sống thánh. Và trong đường hy vọng, Ngài có nói lên những cái triết lý sống đó, là chấm mà nối chấm, muôn vạn chấm sẽ thành một đường dài. Phúc mà nối phúc, muôn triệu phúc sẽ trở nên cuộc sống. Chấm mà nối chấm
cho đúng đường thì sẽ trở nên một cái đường thẳng đẹp. Phúc mà nối phúc, sống tốt chừng từng phút thì sẽ nên một cuộc đời nên thánh. Và để minh họa cho việc sống thánh ngay giây phút hiện tại thì người ta hay kể về câu chuyện của thánh Đa Minh Savio, một vị thánh trẻ được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 gọi rằng là một vị thánh nhỏ nhưng tinh thần của ngài rất là khổng lồ. Qua câu chuyện mà ngài khi còn bé đang chơi đá banh được người thầy đó là thánh John Bosco gặp ngài và hỏi nếu ngày mai là ngày tận thế thì con sẽ làm gì. Các bạn của ngài có cầu thì con sẽ chạy về nhà để sống với cha với mẹ, có người thì con sẽ đến nhà thờ để cầu nguyện, có người thì con xin gặp cha xứ để mà xưng tội. Còn thánh Đa Minh Savio thì ngài trả lời: con đang đá banh, con vẫn đá banh bình thường. Thì thánh John Bosco mới hỏi: vì lý do gì sao con không đi xưng tội, sao không con chạy về nhà chia tay cha mẹ? Thì ngài trả lời: vì con, mọi chuyện con đã làm sẵn sàng hết rồi. Mọi chuyện con ngày hôm nay Chúa gọi con ngay giờ phút này, con vẫn sẵn sàng trả lời với Chúa như lời Chúa Giêsu trả lời trên thập giá với Chúa Cha. Mọi sự đã hoàn tất vậy. Nghĩa là ngài thức tỉnh trong mọi giây mọi phút của cuộc đời. Nhưng mà trong thực tế thì sao? Chúng ta hay bị hai cái căn bệnh làm cho mình bị u mê, ngủ quên mà không thức tỉnh. Căn bệnh đầu tiên đó là cái căn bệnh kiêu ngạo. Kiêu ngạo rằng là mình còn lâu, còn khỏe, còn trẻ, biết khi nào con mới chết. Bây giờ còn sức khỏe mà. Vậy thì có ai biết được cái chữ ngờ bao giờ? Người ta mất linh hồn chỉ vì hai chữ từ từ và còn lâu. Người ta không bao giờ ngờ biết được cái chữ ngờ. Chỉ vì kiêu ngạo mà mình đã mất linh hồn mà không kịp thức tỉnh trở về với Chúa. Đâu có cái chữ ngày mai. Có khi ngày mai mình không tìm được, ngày mai mình không bước tới được cái chữ ngày mai. Chúng ta nhớ lại hồi thời Thế chiến thứ hai, vào tháng 8 năm 1945, hai quả bom rơi vào hai cái thành phố của Nhật Bản là Nagasaki và Hiroshima. Để rồi phải làm cho 147.000 người chết trong một tích tắc. Vậy thì 147.000 người chết này có được cái ngày mai đó hay không? Vậy mà con vẫn đòi có cái ngày mai. Mình hãy nhìn vào người Trung Quốc. Người ta thường hay nhắc nhở cái câu: bình thời luyện võ, loạn thế độc thư. Khi mà thời bình thì người ta phải chuẩn bị cho cái ngày chiến tranh. Vậy thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Cái ngày mà mình sinh ra cũng là cái ngày mình chuẩn bị cho cái giờ mình mất đi. Đó mới là một cái sự chuẩn bị sẵn sàng, một cái sự chuẩn bị từ xa và thức tỉnh để mà đón Thiên Chúa. Có nhiều người lắm, và có những trường hợp rất là thực tế. Tôi đã gặp một cái trường hợp được một cái người biết bị bệnh đã nặng nhưng mà vẫn còn đi trong nhà được. Biết là người Công giáo nguội lạnh, lâu năm không đến nhà thờ. Tôi có nhờ người đến hỏi: anh có cái ý muốn trở lại nhà thờ, trở về với Chúa đó, thì chỉ cần anh nói một cái từ đồng ý thôi là sẽ có cha đến để ngồi tòa, để ban các bí tích cho anh, vì anh lâu ngày anh không có đến nhà thờ. Thì người đó trả lời: từ từ, bây giờ thấy còn khỏe mà đã bệnh, bệnh viện chê đưa về nhà, chỉ còn đi trong nhà thôi, mà Chúa tìm mọi cách đến
kêu gọi để trở lại với Chúa thì lại dùng hai chữ từ từ và còn khỏe. Thì một buổi sáng sớm hôm sau, tôi thấy người nhà đến nói đã mất rồi, không còn kịp nữa. Đó, người ta mất linh hồn vì hai chữ từ từ. Và ngày hôm nay còn biết bao người đang nghĩ rằng mình còn lâu mới chết, không chịu đi xưng tội, không chịu đến nhà thờ và không chịu trở về với Chúa. Một cái sự nguy hiểm, đừng đánh liều trên cái phần rỗi linh hồn, trên cái sự sống đời đời. Chỉ vì một con virus corona mà người ta phải phòng ngừa, người ta phải chích ngừa, người ta phải đeo khẩu trang, người ta phải thực hiện tiêu chí 5K là để làm gì? Thưa là cảnh giác và phòng ngừa. Có khi không dám ra ngoài phòng ngừa, sợ bị bệnh dịch. Chỉ có một con virus nhỏ nhoi như vậy mà người ta phải phòng ngừa, còn mình lại đánh đổi luôn cả một cái sự sống đời đời, không biết thức tỉnh. Mà chỉ cần một cái điều rất là dễ dàng, đó là làm tròn bổn phận ngay trong giây phút hiện tại. Mỗi người mình phải cần thuộc và nhớ nằm lòng câu ngạn ngữ: sinh hữu hạn, tử bất kỳ. Đến lúc nào con cũng chuẩn bị cho một cái chết, vì đôi lúc con không sống được cho tới ngày mai. Cái căn bệnh thứ hai làm cho mình không thức tỉnh mà sống trong u mê, đó chính là căn bệnh ỷ vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Một là kiêu ngạo, hai là ỷ vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì con nghĩ rằng tên trộm lành ở trên thập giá, trước khi chết chỉ cần nói với Chúa: khi về nước Ngài, Ngài nhớ đến con, là được Thiên Chúa tha ngay. Đúng, Thiên Chúa là một đấng yêu thương, giàu lòng thương xót. Nhưng mà không, Thiên Chúa không muốn con của Ngài ỷ lại để mà không thức tỉnh. Thiên Chúa không muốn con của Ngài ỷ lại để mà rời xa Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng không muốn con của Ngài phải sống trong lạnh lẽo, mà Chúa muốn con của Ngài sống trong ngoan ngoãn và nỗ lực hết sức có thể. Còn lại chính Thiên Chúa sẽ ban ơn cho. Chứ Thiên Chúa không thể cứu vớt nếu mà con không muốn đâu. Thiên Chúa không thể làm được nếu mà con không nỗ lực cho bản thân con. Chính bản thân con không nỗ lực để con được phần rỗi cho linh hồn con, mà con chỉ dựa vào Thiên Chúa để Thiên Chúa muốn làm gì thì làm. Thiên Chúa không làm, Thiên Chúa rất tôn trọng con. Thì con muốn ương lười thì Chúa cứ để cho con ương lười. Chúa muốn con nỗ lực. Vậy thì đừng, Thiên Chúa là đấng thương xót, nhưng Ngài không thể yêu kẻ không yêu mình. Vậy thì để kết luận cho bài chia sẻ hôm nay về vấn đề thức tỉnh, tôi cũng xin lấy câu của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận để làm cho lời kết hôm nay, là Ngài nói trong quyển Đường Hy Vọng: chỉ cần làm bổn phận trong giây phút hiện tại là con được nên thánh. Vậy là chúng ta thức tỉnh, nghĩa là làm tròn bổn phận của con ngay giây phút này. Amen.